Đó, như cái cây này là bà con thấy nè, đây cái mô lắp lên trên này đó. Bây giờ em sẽ nhổ lên cái cây này lên cho bà con xem. Hello, chào bà con. Thì hiện giờ Hùng đang ở Mỹ An của Đồng Tháp, tới vườn của anh Nhân, anh Nhật. Thì tình hình vườn của mình đó, thì hiện giờ là cây của mình nó đang bị chết. Và em cũng xem rồi, một số cây nãy em ở ngoài kia em cũng có nhổ cây lên xem. Là vườn mình nó có bị là ba cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là mình trồng á, là mình trồng là đã mình chung sâu một phần. Cái vấn đề thứ hai là bắt đầu là anh chung sâu rồi, cái bắt đầu là anh dùng đất á, là anh đắp lên nữa, là anh chôn thêm nó một lần nữa, là nó làm cho cái cây của mình nó bị ngập rễ. Cái vấn đề thứ ba là hiện bây giờ ở đây là mình đang đi cái phân mà cái hàm lượng đạm nó cao, là hai cái loại đó mà anh trộn với UG mà anh trộn với thằng DB mà 5 năm, tỷ lệ 5 năm, anh gãy như vậy, gãy suốt là cái cây của mình nó chịu không được, nó hàm lượng đạm nó cao. Mà cây mít á, à, nó cũng cần đạm nhưng mà cái hàm lượng đạm nó rất là thấp. Mà đạm chỉ số đạm mà anh đi nhiều, mà anh đi là hàng năm như vậy, anh đi suốt như vậy là cái cây của mình nó bắt đầu nó sẽ xuống, nó xì mũ, nó xì mũ và nó chết như vậy là nó chết hàng loạt luôn, nó chết từ từ chứ không phải là nó ngưng đó. Thì bây giờ là cái hướng khắc phục của mình á, là anh chơi anh đây nè Nhân ơi. Dạ, bây giờ á là anh sử dụng cái bàn cào ba găng á, anh móc hết cái phần mà cái đất mà anh gom mụn vô trong cái gốc giùm cho em ha, gom ra cứ gom lại đi, nó có lỡ đứt cái rễ á thì nó sẽ tái tạo lại rễ mới, không sao hết. Khi bởi khi mà thứ nhất là ở đây là anh chung sâu rồi anh đắp đất lên là bộ rễ của anh nó bị ngập, nó không ăn bàn ra được mà nó chỉ ăn cào ngược lên thôi đó, là cái cây của mình nó bị yếu nữa, nó không có bộ rễ bàn, không có bộ rễ cắm, nó làm cho cái cây mình nó yếu một phần. Rồi một phần anh đi đạm ban đầu, như khi anh gãy, anh không gãy tập trung ở ngoài cái tán mà anh gãy nó vô sát gốc quá thì nó cũng làm cho cái cây của mình bị xì sóc, nó xì mũ, nó chết đó. Thì bây giờ là mình anh xới ra hết giùm em, môi đất dùng cái bàn cào ba găng là móc ra hết cho nó bằng luôn cái mặt đất giùm cho em đó. Rồi sau đó là anh sử dụng cái chai mà thần sống tiêu diệt kiến trùng, là anh tưới giùm em một lần. Mà vườn này nó hiện giờ nó đang bị nặng, nó đang có triệu chứng là bị nhiễm nặng, thì anh tưới giùm em 2 cử đó. Mỗi một cử như vậy là cách nhau đó là 3 ngày, là sau khi mà anh tưới được cái cử đầu tiên rồi thì qua ngày hôm sau đó, qua ngày hôm sau anh mở nước lên, anh tưới xả lên cái, bắt đầu là anh ngưng nước đó, ngưng nước 2 ngày hoặc tối đa là 3 ngày đó, để cho cái thuốc của mình nó có đủ cái thời gian nó phát huy tác dụng ở dưới, nó tiêu diệt nấm phẩn ở trong gốc nó, và nó sát phẩn những cái phần rễ nó bị tổn thương đó, nó chống cái con quy phẩn nó xâm nhập vô đó. Rồi anh quay trở lại, anh tưới xả lên cái, rồi qua ngày hôm sau anh tưới tiếp thêm một cử thần sấm tiêu diệt tiến trùng tiếp giùm em. Thì cái chai thần sấm tiêu diệt tiến trùng, cái chai đó là 1 lít, mình sẽ mình pha là mình được 800 lít nước mình tưới. Thì mỗi một cây như vậy á, là một cái thùng dồi 10 lít anh tưới nó mới đủ, tưới tập trung vào trực tiếp vào ở trong cái phần gốc, vô gốc này luôn nè, ngay cái cổ của hũ của mình, và anh tưới giáp dòng cái tán cây dùm cho em để nó tiêu diệt nấm khuẩn ở trong đất. Rồi sau khi anh đã tưới cái thần sống tiêu diệt tiến trùng được 2 lần rồi thì mình sẽ quay trở lại, anh tưới dùm em là cái bộ đôi là Hoàng Thiên Long, nó là một cái can Hoàng Thiên Long 5 lít cộng với 2 hũ Mitorico, là mình tưới được cho tới là 5.000, mình pha được cho tới là 5.000 lít nước mình tưới cho cây của mình. Thì cái công dụng của cái bộ đôi mà Hoàng Thiên Long đó là nó sẽ có tác dụng là nó giải độc hữu cơ, giải độc bích lo, nó cân bằng pH, nó cải tạo đất tơi xốp, và nó có đầy đủ các hoạt chất là đa trung vi lượng đó, nó giúp cho cái cây của mình nó phát triển đó. Thì anh tưới liên tục dùm cho em từ 5 cho tới 7.000 tưới một lần, rồi sau thời gian đó mình giãn ra 10 cho tới 15.000 một lần. Anh tưới cho nó được 2-3 cử rồi bắt đầu mình quay trở lại mình đi dinh dưỡng bình thường thì cái cây của mình mới khỏe được. Thì cái bộ đôi đó nó sẽ kích thích cái bộ rễ của mình nó phát triển nhanh lên, nó hỗ trợ cho cái hệ rễ của mình nó phát triển nhanh đều
nó tập trung là cái cây của mình nó mới hấp thu được cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong đất nó cao, rồi nó cải tạo đất giúp đất cho mình mau tơi xốp, nó tiêu diệt nấm khuẩn rồi tiến trùng ở trong đất cho mình luôn, thì cái bộ đo đó nó sẽ làm được hết cho mình những cái việc đó. Và đặc biệt nhất là nó sẽ giải độc cái thằng hữu cơ, giải độc phân ở trong đất của mình rất là tốt. Rồi nó cân bằng pH đất cho mình, là nó chống cái đời đất của mình nó bị tụt pH. Và đặc biệt của mình, vườn của mình là chuẩn bị vào tới mùa mưa rồi, mà anh không cả có xới ra là tới mùa mưa là mưa dầm xuống là nó sẽ ngập rễ toàn vườn. Đó, thì khi mà anh cải tạo ra rồi anh xới xong ra rồi thì lúc đó cái đất của mình nó thông thoáng rồi, thì nó hạn chế được cái tình trạng ngập úng thú rễ. Rồi cái canh Hoàng Thiên Long, cái bộ đô của Hoàng Thiên Long đó, nó giúp mình đó là cân bằng pH trong đất cực kỳ tốt vào đầu mùa mưa. Thì khi mà mưa những cơn mưa đầu mùa xuống đó, là cái hàm lượng axit ở trong nước mưa nó rất là cao đó, thì khi mà mình đã tưới được cái Hoàng Thiên Long rồi, nó sẽ ngừa được cái hàm lượng axit đó, nó sẽ làm có mưa, nó sẽ làm loãng cái thành phần axit ở trong nước mưa ra, nó không tổn hại tới cái phần bộ rễ cây của mình. Thì đây là những cái hướng dẫn của em để giúp cho vườn mình anh phục hồi trở lại. Thì vườn này thì ở trên này thì định kỳ hàng tháng em sẽ đi một lần, khi mà em sẽ quay trở lại em kiểm tra, em hỗ trợ, em hướng dẫn cho mình tiếp những cái bước kế tiếp. Thì thuốc mình ở công ty có sẵn gì vậy? Ở công ty thì có sẵn, anh điện về tổng đài công ty thì sẽ có mấy anh em chuyên viên của công ty là nó sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh là nhiệt tình, đội ngũ kỹ thuật là lúc nào anh gọi cũng có người bắt máy để hỗ trợ cho anh, hoặc là anh gọi trực tiếp cho em sẽ hướng dẫn cho mình, em sẽ bám sát theo cái quy trình cái vườn này của mình, là em bám sát theo để em hướng dẫn cho mình từng bước từng giai đoạn một đó. Thì bây giờ mình chỉ có xới ra thôi. Dạ, xới ra rồi mình quay lại tới lại là mình tưới thuốc liền giùm em. Đó, như cái cây này là bà con thấy nè, đây cái mô nó lắp lên trên này đó, bây giờ em sẽ nhổ lên cái cây này lên cho bà con xem. Đây anh thấy này, đây quay lại đây nè thu, anh đang chôn nó xuống hơn 2 tấc rồi nè đó. Rồi đây bà con xem, rễ của mình bị thối hết trơn rồi đó, thối hoàn toàn từ cái rễ cám và tới những cái bộ rễ chính. Thì khi mà anh chôn sâu quá nè, cái rễ chính của mình nó đâu có ra được nhiều rễ đâu, nó bị ngọt, nó không ra được, nó chỉ ăn trào ngược lên thôi, là cái cây của mình là bộ rễ cọc nó không có, cây của mình nó không bám chặt vào được vào trong đất. Rồi nó làm khi mà cái tàn tên nó lớn, gió nó rung lay, nó làm hư bộ rễ, động bộ rễ nữa, thì cây của mình không bao giờ phát triển được đó. Nên bây giờ là anh phải cào ra giùm em hết, cây nào yếu thì bắt đầu mình lấy cây mình chọi, chứ không chọi là không được. Dạ, để cho khi mà tưới thuốc lên để cho nó tái tạo bộ rễ của mình, nó phát triển mạnh lên thì cây của mình mới vững được. Giờ đỏ quá trời đỏ luôn, vườn này mình được mấy trăm cây anh? 250 nha. Anh khắc phục liền sớm giùm em thì vườn cây của mình nó mới đứng lại, nó mới ngưng lại, còn không là nó đi tiếp hoài vậy đó. Thôi thì đây là những cái hướng dẫn của Hùng gửi tới anh cũng như là quý bà con chúng ta xem, rồi chúng ta áp dụng cái quy trình những cái vườn nào mình đang mắc phải cái tình trạng mà trồng chôn sâu như thế này nó giờ đi cái chỉ số đạm cao mà đi thường xuyên, thì chúng ta nên ngưng lại và cào cái đất mình ốp sâu quá trên cái mô ra, để cho cái cây của mình nó thoáng bộ rễ nó phát triển lại mới được. Chúng ta sẽ áp dụng vô cái quy trình này, rồi mình tưới thần sấm, tưới cái bộ đo Hoàng Thiên Long để kích thích cái bộ rễ cây của mình phát triển trở lại. Rồi, chào bà con.